Họp họ là một trong những buổi gặp mặt giúp cho tình cảm những thành viên trong đại gia đình trở nên gắn bó và thân thiết hơn. Những buổi họp họ diễn ra tại nhiều vùng quê xưa nay vẫn được nhiều người biết đến giống như một buổi lễ đình đám, long trọng với sự tham gia của đầy đủ các thành viên. Nhưng có lẽ buổi họp gia tộc hoành tráng đến 500 người cùng tham gia chụp ảnh thì quả là hiếm thấy. Vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, một gia tộc họ Nhậm sống tại thôn Thạch Xá, trấn Thạnh Châu, Hà Vương, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã có bữa họp mặt đầu năm vô cùng long trọng với sự tham gia của đầy đủ các thành viên trong đại gia đình. Ngay sau đó, họ cùng nhau có buổi chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm. Những bức ảnh hoành tráng với sự góp mặt đông đảo của 500 thành viên trong gia tộc đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận nước này. Được biết, dòng họ Nhậm từ đời 25 đến đời thứ 31 có tổng cộng hơn 1.000 người và là một trong những gia tộc lớn hàng đầu tại Trung Quốc. Vào ngày họp mặt, 500 người trong gia tộc họ Nhậm đã thu xếp về thôn Thạch Xá tham dự buổi chụp ảnh tập thể của gia đình mình. Họ đã cùng nhau xếp hàng dài quanh cửa hàng lớn nhất địa phương để chụp chung những tấm ảnh đẹp và độc đáo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.